Chiều 12 tháng 7, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã ra quân xử lý các trường hợp vi phạm giao thông tại khu vực nút giao Hoàng Quán Chi, Phạm Văn Bạch, nơi mới thực hiện thí điểm lắp camera phạt nguội và theo dõi vi phạm giao thông. Theo ghi nhận của phóng viên, chỉ trong thời gian ngắn triển khai lực lượng, nhiều trường hợp vi phạm đã bị xử lý. Bây giờ là khách đã xuất phi hỏng quá tốc thì ra hàng đến bây giờ thì không được thì em trả hàng về thôi. Cứ dục vào anh ơi nhanh lên cho em đi ra sân bay với thì em cứ phải phóng vu đi. Tổ công tác ngày hôm nay thì thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm tại nút ngã tư Phạm Văn Bạch và Hoàng Quán Chi. Qua tuần tra xử lý thì đã phát hiện và xử lý lập biên bản đối với 5 trường hợp. Chủ yếu là lỗi vi phạm về không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông. Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 thì đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý và bên cạnh đó là công tác tuyên truyền để giúp cho người dân nâng cao được ý thức khi tham gia giao thông đảm bảo an toàn. Trước đó, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội đã chính thức khai trương hệ thống giao thông thông minh trên địa bàn thủ đô. Hệ thống giao thông thông minh bao gồm các ứng dụng kỹ thuật công nghệ vào công tác tổ chức, quản lý điều hành hệ thống giao thông vận tải một cách hiệu quả, đảm bảo an toàn giao thông, giảm thời gian và chi phí đi lại, bảo vệ môi trường. Hiện tại, hệ thống giao thông thông minh được lắp đặt thí điểm tại hai nút giao thông trên đường Phạm Văn Bạch, nút giao Hoàng Quán Chi và Ngõ 9. Thời gian thí điểm giao thông thông minh từ nay đến tháng 12 năm 2024.